Chào cả lớp, chúng ta có thể nhìn trên slide. Trên slide đó là thông tin về bài giảng kinh tế lượng. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của môn học. Nội dung của môn học này sẽ bao gồm 6 chương. Trong chương thứ nhất đó là chương khái quát về kinh tế lượng. Trong chương này chúng ta sẽ hiểu thế nào là kinh tế lượng và ta sẽ làm gì ở trong môn học này. Trong chương thứ hai, ta đề cập đến một số khái niệm trong mô hình hồi quy tuyến tính. Trong kinh tế lượng, muốn sử dụng để lượng hóa mối quan hệ bên kinh tế, người ta phải sử dụng một kỹ thuật, đó là phân tích hồi quy. Và trong phân tích hồi quy này, người ta sẽ sử dụng nó để xây dựng nên mô hình hồi quy. Trong đó có hai loại biến mà tí nữa ta sẽ học sau, đó là biến phụ thuộc và biến độc lập. Trong mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập, có thể một biến phụ thuộc vào một biến độc lập, hoặc một biến phụ thuộc vào nhiều biến độc lập. Lấy ví dụ, chúng ta đã học trong môn kinh tế vi mô, một mối quan hệ đó là lượng cầu phụ thuộc vào giá. Như vậy ta thấy có quan hệ một biến phụ thuộc vào một biến. Vậy mô hình đó người ta gọi là mô hình hồi quy đơn. Và chúng ta sẽ học cụ thể trong chương 3, mô hình hồi quy đơn. Đó là mô hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ một biến phụ thuộc vào một biến độc lập. Nhưng trong thực tế, một biến phụ thuộc không chỉ phụ thuộc vào một biến độc lập. Ví dụ vừa rồi, lượng cầu phụ thuộc vào giá. Nhưng chúng ta đã học lượng cầu không chỉ phụ thuộc vào giá, mà lượng cầu còn phụ thuộc vào nhiều biến khác. Mà ta đã học ví dụ lượng cầu phụ thuộc vào giá, phụ thuộc vào thu nhập, phụ thuộc vào sở thích, phụ thuộc vào công nghệ. Như vậy, một biến phụ thuộc vào nhiều biến. Và mô hình nghiên cứu mối quan hệ đó, người ta gọi đó là mô hình hồi quy bộ. Trong mối quan hệ vừa ví dụ ta thấy, lượng cầu phụ thuộc vào giá, phụ thuộc vào thu nhập, phụ thuộc vào công nghệ, phụ thuộc vào sở thích, ta thấy có hai biến đặc biệt, đó là biến công nghệ và biến sở thích. Đặc biệt ở đây, đó là biến công nghệ và biến sở thích không được biểu hiện bằng con số, hay nó không lượng hóa được. Vậy làm thế nào ta đưa vào một mô hình hồi quy? Thì khi đó, trong kinh tế lượng, người ta sẽ sử dụng một kỹ thuật, người ta gọi là kỹ thuật biến giả. Nghĩa là người ta sử dụng biến giả để lượng hóa các biến định tính không được biểu hiện bằng con số. Và ta sẽ nghiên cứu nội dung này trong chương 5, mô hình hồi quy biến giả. Và chương cuối cùng đó là sự vi phạm giả thiết. Muốn mô hình hồi quy chúng ta tính toán được phù hợp và tốt nhất thì chúng ta phải đưa ra mô hình đó các giả thiết. Vậy nếu các giả thiết đó bị vi phạm thì mô hình sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ học ở trong chương 6, sự vi phạm giả thiết. Sau đây ta sẽ vào chương 1, khái niệm hay khái quát về kinh tế lượng. Trong chương 1, khái quát về kinh tế lượng sẽ bao gồm hai nội dung. Thứ nhất, đó là khái niệm kinh tế lượng. Ta hiểu kinh tế lượng sẽ là gì? Thứ hai, đó là phương pháp luận của kinh tế lượng để biết ta sẽ phải thực hiện những gì trong môn học kinh tế lượng này. Và trong môn học này, ta sẽ học gì, ta sẽ phải làm gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ vào khái niệm kinh tế lượng. Vậy, theo chúng ta, kinh tế lượng là gì? Chúng ta hãy suy nghĩ câu hỏi này trong vài giây. Chúng ta có câu trả lời chưa ạ? Chắc mỗi chúng ta đang đều có một đáp án của mình. Vậy, kinh tế lượng là gì? Ta hãy nhìn đơn giản ở ba chữ kinh tế lượng. Ba chữ kinh tế lượng này chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là phần kinh tế, và phần thứ hai đó là phần lượng. Và ta có thể hiểu lượng ở đây đó là đo lường. Vậy hiểu đơn giản, kinh tế lượng là đi đo lường về kinh tế.
Vậy chúng ta đo lường cái gì của kinh tế? Vấn đề kinh tế là một vấn đề rất rộng. Vậy ta đo lường cái gì? Vậy ta co đường ở đây, đó là đo lường mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Ta lại quay về ví dụ về lượng cầu và giá. Lượng cầu phụ thuộc vào giá. Vậy kinh tế lượng sẽ đi đo lường mối quan hệ giữa lượng cầu và giá. Hay ta học trong kinh tế vi mô, mối quan hệ giữa chi tiêu và thu nhập của các hộ gia đình. Vậy kinh tế lượng sẽ đi đo lường mối quan hệ chi tiêu và thu nhập. Hay mối quan hệ khác như sản lượng với yếu tố đầu vào, lao động và vốn. Vậy kinh tế lượng sẽ đi đo lường mối quan hệ giữa sản lượng và lao động và vốn. Vậy kinh tế lượng chính là đi đo lường mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Vậy hiểu đơn giản, kinh tế lượng là một môn khoa học đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Ngoài ra, người ta có một số khái niệm khác cụ thể hơn về kinh tế lượng. Chúng ta cùng nhìn trên màn hình. Thứ nhất, kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình toán do các nhà kinh tế toán đề xuất và để tìm lời giải bằng số. Hay kinh tế lượng là phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế, được thực hiện bằng phương pháp suy đoán thích hợp. Hay kinh tế lượng là một khoa học xã hội áp dụng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Một khái niệm khác, kinh tế lượng quan tâm đến xác định về mặt thực nghiệm các luật kinh tế. Ta thấy rằng bốn khái niệm này đều thể hiện rằng kinh tế lượng nhiệm vụ là đi đo lường mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Nhưng nó cụ thể hơn, người ta làm cách nào hay người ta sử dụng công cụ gì để đi đo lường mối quan hệ giữa các biến kinh tế? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ để thấy được kinh tế lượng từ bốn khái niệm này đã sử dụng những công cụ gì để đi đo lường. Chúng ta cùng xem nhé. Nào, ta cùng nhìn vào khái niệm đầu tiên. Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán. Như vậy ta thấy công cụ thứ nhất đó là thống kê toán. Thứ hai, cho các số liệu kinh tế. Như vậy ta phải thấy rằng phải có một công cụ nào giúp ta thu thập được các số liệu kinh tế. Vậy ta thấy ta học ở học phần nào mà giúp ta đi thu thập số liệu nhỉ? À, chúng ta vừa học kỳ trước xong, đó chính là học phần nguyên lý thống kê. Vậy công cụ này chính là công cụ thống kê kinh tế. Cho các mô hình do các nhà kinh tế toán. Như vậy ta phải có được mô hình toán. Vậy công cụ sẽ là gì ạ? Toán. Kinh tế lượng là phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc tận dụng đồng thời lý thuyết. Vậy ta phải có lý thuyết và thực tế, được thực hiện bằng phương pháp suy đoán thích hợp. Hay kinh tế lượng là một khoa học xã hội áp dụng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học, suy đoán thống kê. Hay kinh tế lượng quan tâm đến xác định về mặt thực nghiệm các luật kinh tế. Như vậy ở đây ta thấy rằng để đi lượng hóa hay đi đo lường mối quan hệ giữa các biến kinh tế, kinh tế lượng đã phải sử dụng rất nhiều công cụ. Vậy ta thấy công cụ đầu tiên sẽ là công cụ gì ạ? Đó là lý thuyết kinh tế. Đây, lý thuyết kinh tế, luật kinh tế, lý thuyết. Công cụ thứ hai đó là toán kinh tế. Đây, chúng ta thấy rằng mô hình do các nhà kinh tế toán. Như vậy ta phải dựa vào toán hay toán học.
Thứ ba, đó là gì ạ? Thống kê kinh tế. Ta nhìn các số liệu kinh tế hay thực tế. Như vậy, muốn có số liệu kinh tế, ta phải đi thu thập số liệu hay phải dựa vào công cụ thống kê kinh tế. Và cuối cùng, đó là gì ạ? Thống kê toán. Thống kê đoán, suy đoán, thống kê. Vậy đây là bốn công cụ kinh tế lượng sử dụng để đi đo lường, đi lượng hóa mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Vậy một câu hỏi đặt ra, kinh tế lượng có phải là một môn độc lập hay không? Ta thấy rằng để đo lường, lượng hóa mối quan hệ giữa các biến kinh tế, kinh tế lượng phải sử dụng mấy công cụ ạ? Bốn công cụ, đúng không ạ? Vậy kinh tế lượng có phải là lý thuyết kinh tế hay không? Kinh tế lượng có phải là toán kinh tế hay không? Kinh tế lượng có phải là thống kê kinh tế hay không? Kinh tế lượng có phải là thống kê toán hay không? Vậy ta sẽ đi vào 4 slide tiếp theo để phân biệt kinh tế lượng với 4 công cụ này, để khẳng định một lần nữa, kinh tế lượng là một môn khoa học độc lập. Thứ nhất, đó là phân biệt kinh tế lượng và lý thuyết kinh tế. Nếu như lý thuyết kinh tế chỉ nêu lên giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế về mặt chất, thì kinh tế lượng sẽ ước lượng mối quan hệ đó bằng số hay mặt lượng. Cô sẽ lấy ví dụ cụ thể hơn để chúng ta hiểu rõ. Chúng ta nhìn, tôi lấy ví dụ. Nếu như lý thuyết kinh tế thì chúng ta chỉ nêu lên giả thiết mối quan hệ giữa các biến kinh tế về mặt chất. Hay tôi lấy ví dụ ban đầu chúng ta, đó là mối quan hệ giữa lượng cầu và giá, thì đấy chính là lý thuyết kinh tế. Tôi có mối quan hệ lượng cầu và giá, lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá. Đây chỉ là một lời phát biểu về mặt chất. Nhưng kinh tế lượng sẽ đo lường cụ thể mối quan hệ đó bằng một con số. Nó không còn là chỉ một câu nói lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá, mà thông qua con số đó ta sẽ thấy rằng lượng cầu bằng bao nhiêu giá. Hay cụ thể hơn, nếu giá tăng giảm một đơn vị thì lượng cầu sẽ giảm tăng bao nhiêu đơn vị. Phân biệt thứ hai, đó là phân biệt giữa toán kinh tế và kinh tế lượng. Nếu như toán kinh tế thì trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học, phương trình hoặc bất phương trình, thì kinh tế lượng sẽ đặt phương trình đó dưới dạng phù hợp để kiểm định bằng thực nghiệm. Cụ thể, nếu như lý thuyết kinh tế vừa phát biểu ở ví dụ vừa rồi, lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá, thì ta sẽ đưa về phương trình, đó là lượng cầu bằng A cộng B nhân với giá. Như vậy, đây chính là công cụ toán kinh tế. Và kinh tế lượng sẽ dùng số liệu thực tế của mình để kiểm nghiệm xem phương trình này có phù hợp hay không, phương trình này liệu nó có đúng hay không, nó là đường thẳng hay là đường cong. Phân biệt thứ ba, đó là thống kê kinh tế và kinh tế lượng. Thống kê kinh tế chỉ có một nhiệm vụ, đó là đi thu thập số liệu kinh tế. Còn kinh tế lượng sẽ sử dụng số liệu này để kiểm định giả thiết kinh tế. Ví dụ thống kê kinh tế, với ví dụ vừa rồi ta đã đi thu thập số liệu về gì ạ? Lượng cầu và giá. Thì kinh tế lượng với số liệu đó sẽ tính toán, lượng hóa và kiểm định mối quan hệ giữa lượng cầu và giá xem như thế nào. Phân biệt cuối cùng, đó là phân biệt giữa thống kê toán và kinh tế lượng. Nếu như thống kê toán chỉ là tính toán sai số của số liệu, thì kinh tế lượng sẽ từ cái sai số đó tìm ra bản chất của số liệu. Cụ thể ở ví dụ, thống kê toán thì sẽ tính toán các sai số trong mối quan hệ giữa lượng cầu và giá, thì kinh tế lượng từ đó sẽ tìm ra được bản chất lượng hóa của mối quan hệ giữa lượng cầu và giá như thế nào. Như vậy, tóm lại, kinh tế lượng là một môn độc lập đối với lý thuyết kinh tế, với gì ạ? Toán kinh tế, thống kê kinh tế và thống kê toán. Và từ đó người ta đưa ra một khái niệm cụ thể, chi tiết của kinh tế lượng.
Đó là kinh tế lượng, là sự kết hợp lý thuyết kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê toán nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế. Một câu hỏi đặt ra đó là: vậy kinh tế lượng sử dụng bốn công cụ đó, thì bốn công cụ lý thuyết kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê toán sẽ được sử dụng như thế nào để đo lường hay lượng hóa mối quan hệ giữa các biến kinh tế? Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ vào phần thứ hai, đó là phương pháp luận của kinh tế lượng. Cô cho chúng ta một phút.